Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng. Bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Suy niệm: Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Hôm nay tin mừng tiếp tục tường thuật cho chúng ta về sự thất vọng của Chúa Giêsu trước thái độ cứng lòng của những người đồng hương Do Thái của Ngài, cách riêng là giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Chúa giới thiệu cho họ biết về Thiên Chúa Cha và rằng những gì Ngài nói và làm đều vâng theo thánh ý Chúa Cha. Giới lãnh đạo Do Thái giáo không những không đón nhận, mà còn kết án Chúa tội phạm thượng, dám gọi Thiên Chúa là Cha. Được làm con Thiên Chúa Cha là một hồng ân vô cùng lớn lao của mỗi người tin, điều mà giới lãnh đạo Do Thái giáo thời Chúa Giêsu không thể đón nhận được. Mùa chay là thời gian thuận tiện để mỗi người tin làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một cho chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu và qua Ngài mà chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã thương ban con một Cha đến thế gian để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thảo hiếu với Cha. Xin cho cuộc đời mỗi chúng con thành lời ca ngợi tình yêu vô biên của Cha, và mỗi chúng con thành chứng tá cho Cha giữa thế gian. Amen.